Tôi xin lỗi, biểu tình thường xuyên của cha Lý kêu gọi thì chúng ta cũng, đặc biệt là hôm nay chúng ta nhấn mạnh là 42 năm mà Cộng sản anh chị em vẫn còn giữ một người đàn anh của tôi trên cái thế kỷ này 16 năm tù nên tàn bạo, cái tàn bạo của Cộng sản và chạy tù A20 và làm giàu trên xương máu. Đây là những người còn sống sót mặc dù ở Sài Gòn hiện tại bây giờ hết sức hiếm hoi, đã có một cái can đảm đứng lên chống lại những người Cộng sản. Nói đúng ra thì cũng không phải là Cộng sản mà đó là Mao Xe Đỏ thôi. Thì trước mặt thế giới người ta không coi là một đảng Cộng sản nữa, mà người ta coi đó là một băng đảng mafia ăn xương máu của đồng bào Việt Nam. Và chúng tôi, người đã bỏ xứ ra đi dù cho sinh mạng có bị bỏ thay giữa biển cả, tôi một đi vì không thể nào sống được. Có một thứ nào mà họ kêu gọi một buộc tội một người thầy thuốc là có tội vì cái tội cứu lính của họ của mình để tiếp tục đánh họ. Đối diện với màn hình, đối diện với anh chị em thế giới này chỉ có vị sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi là một người thầy thuốc, đều là những người phạm từ 8 năm tù cho tới 14 năm tù. Nước cấm Cộng sản vì tôi đã cứu những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Các anh nghe rõ chưa? Anh đã nói tôi là người tới đâu rồi? Đã cứu người. Khi mà tôi nói với người khác là tôi bị buộc tội mà đã cứu người thì cái tội đó các anh có nghĩ lại hay không? Mà các anh, chúng tôi không có về Việt Nam đâu, đừng có mong, đừng có làm khó dễ, chúng tôi không có sợ. Bây giờ Việt Nam bây giờ anh đem xe mặn vàng lại mà rước tôi về, cổng tôi về, tôi không có xuống, tôi không đi Việt Nam. Và chúng tôi rất là cảm ơn đồng bào 42 năm nay vẫn còn cái lòng nhớ lại những cái ngày tang thương và người Cộng sản, cứ cho đó là một chiến thắng. Nhưng bây giờ đó là cái người, những người đã phá hoại quê hương và bán nước cho Tàu. Trước sau gì Việt Nam cũng sẽ là một tỉnh lỵ của Tàu, và điểm đó rất là chắc chắn vì mỗi ngày trên internet đều có những tin tức trước mặt các anh của Tàu Cộng mà bác sĩ Phan Khắc Tường, bác sĩ quân y. Chúng tôi xin cảm ơn bà con anh chị em cũng trải qua đã đến đây năm tù để nói lên tiếng nói dân chủ cho dân Cộng nó biết. Mặc dù nó biết từ lâu nhưng mà chúng ta cũng vẫn kêu gọi những người nào không bị bắt, những đảng viên mà vì tội cứu hãy trở về với dân tộc. Lý do là vì ông đã cứu nhiều những lính của Việt Nam. Cảm ơn bác sĩ Phan Khắc Tường. Bây giờ chúng ta bắt đầu cái buổi biểu tình của chúng ta. Nước nước bằng nhau mới siêu dựng đi, để bao phủ Bục ớt sư ế là liberation để tu lệ bước gỡ ế để thăng sơ, để đua đề lông kỳ sông ác trang dư măng ăn quý dân ế ế tọc dư rê ở Việt Nam. Nước nước bằng nhau mới xí ô dục đi bạc bây phủ à phân để đưa năm xe lê regime totalitaire communist Việt Nam hiện kỳ đại phí pre calendar giam mê tân năng à vi đê à bố vây ế bố phí tê để resettlement ế mát tà rì em đề xa pây juste pour satisfaire son désir personnel de richesse et de pouvoir. Bây giờ chúng ta bắt đầu hô khẩu hiệu Aba le communiste vietnamien, ba la dessine. Aba le communiste vietnamien, ava le dessine. Aba, 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 a
Việt Nam. Aba, le communiste Việt Nam nguyên, Valé de Chinois. Aba, Aba, Aba. Freedom oppressed in Vietnam. Freedom, freedom, freedom. Kính thưa quý vị, tôi thấy hình như có một ở bên kia đường gần cái hang ổ Việt Cộng, có một tên Việt Cộng nó đang đi ra. Nó đang đi đằng kia. Tôi mời cái anh công chức của tòa đại sứ Việt Cộng đi sang đây nói chuyện với đồng bào về cái vấn đề bán nước quân dân của cái chế độ thối nát Việt Cộng. Vietnam or Vietnam? Vietnam or Vietnam? Vietnam or Vietnam? Stop human rights violation in Vietnam. Stop, stop, stop. Cảm ơn ông chúng ta sẽ phục hồi lại regime totalitaire communiste Việt Nam nha. Long de peuple Việt Nam nha, la liberté, les droits de l'homme, tel que le règlement de l'ONU, les bonnes décisions sur le pays et la souveraineté du peuple. Chúng ta đang đứng giữa thủ đô Paris, thủ đô của tự do và nhân quyền. Đề nghị các anh công chức cán bộ đang làm việc trong cái gọi là đại sứ quán của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam ở Paris ra đây để nói chuyện cùng chúng tôi. Những người tị nạn cộng sản đã bỏ nước ra đi tìm tự do bằng chính mạng sống của mình, đã bị cái đảng cướp của giết người cộng sản Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gọi là bọn ma cô đĩ điếm tội phạm đi theo Mỹ ngụy để liếm bơ thừa sữa cặn. Ngày nay cái đảng vô liêm sỉ đã đổi giọng quỷ quyệt, gọi là những khúc ruột ngàn dặm vì muốn biến chúng tôi thành những con bò sữa ngây thơ để cho đảng mất sữa. Ở trong nước thì đánh đập đồng bào, còn ở đây thì núp trong hang ổ vì không dám ra đứng đối diện trực tiếp với khúc ruột ngàn dặm. Thật đáng là phỉ nhổ. Hà ba là communist Việt Nam nha. A ba, a ba, a ba. Đá đảo Việt Cộng, hèn với giặc, ác với nhân. Đá đảo, đá đảo, đá đảo. Freedom of press in Vietnam. Freedom, freedom, freedom. A ba là communist Việt Nam nguyên. Ba lê với chúa. A ba, a ba, a ba. Hải Nam qua, khắp cảm xúc, hoàng trường xa, rừng đầu nguồn và còn rất nhiều địa danh nữa của Việt Nam đã được bọn Việt Giang cộng sản cúi đầu dâng cho cha ông của chúng là bọn Tàu Phương Bắc. Các anh tên nhân và công chức của cái gọi là đại sứ quán ở Paris, các anh nghĩ gì khi phải phục vụ cho cái chế độ bán nước này? Vì chúng ta bán nước phá hoại tài nguyên quốc gia, dập tắt tinh thần ái quốc và niềm tự hào của dân tộc, bóc lột, đàn áp, khủng bố dân, một chính quyền thuộc dân đỏ, một đảng lãnh đạo bất nhân bất nghĩa như thế là một đại họa cho tổ quốc Việt Nam. Thì người Việt quốc gia hải ngoại không thể nào hợp tác hay hòa hợp, hòa giải gì với chúng nó được. A ba, le communiste ai nơi? A ba, A ba, A ba. A ba, le régime totalitaire Việt Nam nguyên. A ba, A ba. Down, down, Vietnamese communist. Down, down, down. Sau 42 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là những tên tham ô, cướp của giết người, cướp đất cướp nhà, xã hội băng hoại, con người tha hóa, đạo đức suy đồi. Đảng viên và cả gia đình hồng dòng họ của họ càng ngày càng giàu với những gia tài cách xù lên cả tỷ đô la nhờ vào tiền ăn hối lộ và bán tài nguyên của đất nước, và vẫn tiếp tục hà hiếp dân thạch lành vô tội. Đất nước đang trên đà diệt vong. Chỉ trong vòng 3 năm tới đây, tháng 9 năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh lỵ của Tàu Cộng. Việt Nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Chúng tôi thiết tha kêu gọi những người đang phục vụ cho chế độ bạo tàn, các anh quân nhân và công chức, hãy quay về với tổ quốc và đồng bào. Thời gian đã quá cấp bách, xin đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, vì trong đó có gia đình của các bạn. Các bạn nghĩ thế nào khi đất nước đơn nguy? 42 năm đã quá đủ, đã đến lúc Cộng sản Việt Nam phải trả lại cho nhân dân Việt Nam quyền tự do, quyền con người như Liên Hiệp Quốc đã quy định. Đã đảo Việt Cộng bán nước. Đã đảo, đã đảo, đã đảo. Abao, Dominique, Vietnamian! Abao!
đều có bổn phận là không thể nào quên được. Ngày hôm nay là ngày quốc thần, ngày của đau thương, của chia lìa của toàn dân miền Nam Việt Nam. Cha xa con, vợ xa chồng, cửa nhà tan nát, đất nước tan hoang. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 của 42 năm về trước là ngày khởi đầu của một cuộc di tản khổng lồ của hơn 3 triệu con dân miền Nam Việt Nam đã chống dậy cộng sản để đi tìm hai chữ tự do. Một nửa trong số 3 triệu người này đã bỏ mình trên biển cả hoặc đã bỏ mình trên đất liền trong rừng sâu trải dài từ biên giới Campuchia qua Thái Lan. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày quốc vận, cũng là quốc tang của đất nước Việt Nam, mà chúng ta người công dân Việt Nam phải luôn ghi nhớ và không thể để cho nó bị chôn vùi trong lịch sử. Đây cũng là một dịp để chúng ta vinh danh và tri ân các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tuổi trẻ và cuộc đời của mình trong công cuộc đấu tranh gìn giữ mảnh đất của cha ông để chống lại kẻ thù từ phương Bắc, được sự trợ giúp của quan thầy là Nga Xô và Trung Cộng. Chúng ta thành kính dâng nén hương lòng tưởng niệm và tri ân các chiến sĩ và các tướng lãnh của chúng ta đã tống tiếp khi miền Nam bị bất tử, hay đã bỏ mình trong các trại tù tập trung cải tạo của bọn Việt Nam bán nước. Bây giờ tôi xin thôi những khẩu hiệu và sau đó xin quý vị nói Việt Cộng 3 lần nha. Ai đem cặp đua xa vào phá hại đất nước, giết chết dân lành, Việt Cộng, Việt Cộng, Việt Cộng. Ai cướp đoạt tài sản của người dân, tẩu tán ra nước ngoài, Việt Cộng, Việt Cộng, Việt Cộng. Ai bán đất của ông cha để lại để làm giàu cho chúng, Việt Cộng, Việt Cộng, Việt Cộng. Ai tẩu tán tài sản của quốc gia, dân tộc ra nước ngoài, Việt Cộng, Việt Cộng, Việt Cộng. Ai đàn áp, bạo hành, trù dập người dân yêu nước, Việt Cộng, Việt Cộng, Việt Cộng. Ai cúi đầu dân đất nước làm nô lệ cho tàu cộng, Việt Cộng, Việt Cộng, Việt Cộng. Ai tước đoạt quyền làm người, quyền công dân của người dân Việt Nam, Việt Cộng, Việt Cộng, Việt Cộng. Communist Việt Nam Yên, dégage! 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 Communist Việt Nam Yên, Việt Nam Yên, hors du Việt Nam! Hors du Việt Nam! Hors du Việt Nam! Hors du Việt Nam! Freedom for Việt Nam! Freedom! 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 Đá đảo Việt Nam Cộng sản bán nước! Đá đảo! Đá đảo! Đá đảo! Đá đảo Việt Cộng, hèn với giặc, ác với dân! Đá đảo! Đá đảo! Đá đảo! Đá đảo Việt Cộng, tay sao cho tàu cộng. Đá đảo, đá đảo, đá đảo. Nous voulons exprimer notre gratitude à notre pays, la France, pour nous avoir accueillis et redonné ce que nos parents ont perdu il y a 42 ans déjà. La liberté. Et c'est en tant qu'homme libre que nous exprimons notre soutien aux luttes et révoltes pacifiques de notre compatriotes vietnamiens qui ont osé se lever contre le voile rouge de la peur et de la misère qui couvre actuellement le Vietnam, notre pays d'origine. C'est en tant qu'homme libre que nous exigeons à cette mafia rouge de Hanoï de libérer tous les prisonniers politiques. À bas, à bas les communistes de Hanoï. À bas, à bas, à bas, à bas. Hải Nam Quan, thác Bản Dốc, Hoàng Trường Sa, rừng đầu nguồn và còn rất nhiều địa danh nữa của Việt Nam đã được bọn Việt Nam Cộng sản cúi đầu dâng cho cha ông của chúng là bọn tàu chết. Các anh quân nhân và công chức của chế độ, các anh nghĩ gì khi phải phục vụ cho chế độ bán nước này? Đá đảo Việt Cộng, đá đảo, đá đảo, đá đảo, đá đảo Việt Cộng, đá đảo, đá đảo, đá đảo. Après 42 ans de dictature, des communistes mafia rouge vietnamiens ont cédé aux dictateurs chinois, leurs maîtres spirituels et politiques, des pans entiers de territoires vietnamiens, tels que les îles Paracel et les îles de Spratly, la région de Bản Dốc et les hauts plateaux du centre du Vietnam.
les dictateurs vietnamiens oppriment tous les défenseurs des droits de l'homme qui sont restés au pays et récemment ont arrêté plusieurs prisonniers politiques qui luttent pour la liberté d'expression, la liberté religieuse. Communistes vietnamiens, dégage! 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 Droits de l'homme au Vietnam! Droits de l'homme au Vietnam! Droits de l'homme! Ah bah les communistes vietnamiens, pas les chinois! Ah bah, ah bah, ah bah! Communistes hors du Vietnam! Hors du Vietnam! Hors du Vietnam! Đã đảo Việt Nam Cộng sản, đầy tớ cho quan thầy Trung Cộng. Đã đảo, đã đảo, đã đảo. Kính thưa quý vị, những chuyển biến trong thời gian gần đây tại quốc nội, đồng bào trong nước từ Bắc đến Nam, từ đồng bằng cho đến miền Thượng Du, tuy chưa kết hợp thành một phong trào thần nhất, nhưng tại mỗi địa phương như Vũng Á, Thái Hà, Đồng Tâm, Hà Nội, vân vân, và ngay cả Sài Gòn, các phong trào phản kháng vạch mặt bọn cầm quyền bán nước buôn dân, các blog, các diễn đàn đã không còn sợ bị đàn áp, cầm tù, mà đã liên tục phát lên những tiếng kêu gọi, kêu gào đòi giải tán chế độ, đòi dân chủ, tự do, độc lập, đòi quyền làm người. Hiện tượng này đã chứng tỏ đông đảo quần chúng trong nước đã dần dần nhận rõ được bộ mặt thật của bọn mafia đỏ cướp nước để bán nước, giành dân để buôn dân, và nhất là đã bước qua được sự sợ hãi, bắt đầu cùng nhau đứng lên đấu tranh đạp đổ bạo quyền. Lá cờ quốc gia của chính nghĩa đã bắt đầu được người dân trong nước tìm hiểu và tôn vinh, như là một biểu tượng của tự do, của dân chủ, của độc lập, đã bắt đầu được tung bay ở nhiều nơi trong nước. Chúng ta ở đây, những người Việt mất nước lưu vong, những người đã bền gan tranh đấu từ bao năm qua, có nhiệm vụ phải giữ vững ngọn lửa thiêng, yểm trợ tinh thần và ý chí cho người dân trong nước mạnh dạn hơn nữa trong cuộc chiến đấu khó khăn, gay go và đòi hỏi nhiều sự hy sinh trong thời gian sắp đến, giúp cho người dân trong nước thấy rõ họ không cô đơn, luôn có sự yểm trợ hậu thuẫn của đồng bào ở hải ngoại, và họ phải can đảm đứng lên để giành lại đất nước, giành lại quyền làm người cho chính họ. À ba là communist Việt Nam nha, ba là Chino, à ba, à ba, à ba là communist Việt Nam nha, ba là Chino, à ba, à ba, à ba. Freedom of press in Vietnam, freedom, freedom, freedom. Droit de l'homme au Vietnam, droit de l'homme au Vietnam. Đã đảo Việt Nam Cộng sản bán nước hại dân, đã đảo, đã đảo, đã lên ở Việt Nam. Go the loan of Vietnam. Stop human rights violation in Vietnam. Stop, stop, stop. Đá đảo Việt Nam Cộng sản bán nước hại dân. Đá đảo, đá đảo, đá đảo. Aba the communist, the Hanoi. Aba, aba, aba. Aba the regime totalitaire Vietnamian. Aba, aba, aba. Liberté au Vietnam. Liberté, liberté, liberté. Aba les communistes vietnamiens, valez les chinois. Aba, aba.
Chịu hô lại. Chịu hô lại. Okay. Chúng ta hô to. Hô to Việt Cộng. Đã đạo cộng sản hèn như giặc ác với dân, tự do cho Việt Nam. Tự do cho Việt Nam. Chúng ta get out. Get out. Mà xa, đuổi cổ tàu cộng. Việt Cộng get out. Get out. Get out. Phật Bồ Xa get out. Get out. Xin lỗi, biểu tình thường xuyên của cha Lý kêu gọi thì chúng ta cũng, đặc biệt là hôm nay chúng ta nhấn mạnh là 42 năm mà cộng sản các anh chị em vẫn còn giữ một người đàn anh của tôi trên cái thế kỷ này 16 năm tù nên tàn bạo, cái tàn bạo của cộng sản và chạy tù A 20 và làm giàu trên xương máu. Đây là những người còn sống sót mặc dù ở Sài Gòn hiện tại bây giờ hết sức hiếm hoi, đã có một cái can đảm đứng lên chống lại những người cộng sản. Nói đúng ra thì cũng không phải là cộng sản mà đó là ma cha đỏ thôi. Thì trước mặt thế giới người ta không coi là một đảng cộng sản nữa mà người ta coi đó là một băng đảng ma cha ăn xương máu của đồng bào Việt Nam. Và chúng tôi, người đã bỏ xứ ra đi dù cho sinh mạng có bị bỏ thay giữa biên cảng, tôi còn đi vì không thể nào sống được. Có một xứ nào mà họ kêu gọi, họ buộc tội một người thầy thuốc là có tội vì cái tội cứu lính của họ, của mình để tiếp tục đánh họ. Đối diện với màn hình, đối diện với anh chị em. Cái thế giới này chỉ có những vị sĩ quan của quân lực Việt Nam của tôi là một người thầy thuốc. Đều là những người phạm tôi cũng bị từ 8 năm tù cho tới 14 năm tù. Nước, đánh cộng sản vì tôi đã cứu những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Các anh nghe rõ chưa? Anh đã nói tôi là người. Ủa anh tới đâu rồi? Đã cứu người. Khi mà tôi qua đây tôi nói với người khác là tôi bị buộc tội mà đã cứu người. Thì cái tội đó các anh có nghĩ lại hay không? Mà các anh, chúng tôi không có về Việt Nam đâu. Đừng có mong, đừng có làm khó dễ. Chúng tôi không có sợ. Bây giờ Việt Nam, bây giờ anh đem xe mạnh vàng lại mà nước tôi về, cổng tôi về, tôi không xuống, không đi Việt Nam. Và chúng tôi rất là cảm ơn đồng bào 42 năm nay vẫn còn cái lòng nhớ lại những cái ngày tang thương và người cộng sản, cứ cho đó là một chiến thắng. Nhưng bây giờ đó là cái người, những người đã phá hoại quê hương và bán nước cho Tàu. Trước sau gì Việt Nam cũng sẽ là một tỉnh lỵ của Tàu. Và việc đó rất là chắc chắn vì mỗi ngày trên internet đều có những tin tức trước mặt các anh của Tàu Cộng và bác sĩ Phan Khắc Tường, bác sĩ quân y. Chúng tôi xin cảm ơn bà con, anh chị em cũng trải qua đã đến đây năm tù để nói lên tiếng nói dân chủ cho Việt Cộng nó biết. Mặc dù nó biết từ lâu nhưng mà chúng ta cũng vẫn kêu gọi những người nào không bị bắt, những đảng viên mà vì tội cứu hãy trở về với dân tộc. Lý do là vì ông đã chúng tôi xin cứu nhiều những lính của Việt Nam. Cảm ơn bác sĩ Phan Khắc Tường. Bây giờ chúng ta bắt đầu cái buổi biểu tình của chúng ta. Nous venons ici aujourd'hui devant vous pour assurer la libération de tous les peuples et défenseurs des droits de l'homme
khi sông Atanga mang ăn prisoner. Chúng ta ở đây, những người Việt mất nước lưu vong, những người đã bền gan tranh đấu từ bao năm qua, có nhiệm vụ phải giữ vững ngọn lửa thiêng, yểm trợ tinh thần và ý chí cho người dân trong nước mạnh dạn hơn nữa trong cuộc chiến đấu khó khăn, gây go và đòi hỏi nhiều sự hy sinh trong thời gian sắp đến, giúp cho người dân trong nước thấy rõ họ không cô đơn, luôn có sự yểm trợ hậu thuẫn của đồng bào ở hải ngoại, và họ phải can đảm đứng lên để giành lại đất nước, giành lại quyền làm người cho chính họ. À ba là communist Việt Nam nha. Ba là để xin đó. À ba. À ba. À ba là communist Việt Nam nha. Ba là để xin đó. À ba. À ba. À ba. Freedom of press in Vietnam. Freedom, freedom, freedom. God the Lamb of Vietnam. God the Lamb of Vietnam. Đá đảo Việt Nam Cộng sản, ba nước hải dân. Đá đảo, đá đảo, đá lâm ở Việt Nam. Go the lâm ở Việt Nam. Stop human rights violation in Việt Nam. Stop, stop, stop. Đá đảo Việt Nam Cộng sản, ba nước hải dân. Đá đảo, đá đảo, đá đảo. Aba the communist. The Hanoi, Aba, 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 le régime totalitaire vietnamien, Aba, 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 liberté en Vietnam, liberté, 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 Aba, le communiste vietnamien, valet des Chinois, Aba, Aba. Torturé au Vietnam. Nous nous tenons ici aujourd'hui parmi vous afin de dénoncer le régime totalitaire communiste vietnamien qui depuis près de 42 ans maintenant a vidé, appauvri et profité des richesses humaines et matérielles de ce pays juste pour satisfaire son désir personnel de richesse et de pouvoir. Bây giờ chúng ta bắt đầu hô khẩu hiệu. À ba les communistes vietnamiens, ba la Chine, à
ba le communiste Việt Nam yên, a ba le de China. A ba le communiste Việt Nam yên, ba le de China. A ba, a ba, a ba. Freedom oppressed in Vietnam. Freedom, freedom, freedom. Kính thưa quý vị, tôi thấy hình như có một ở bên kia đường gần cái hang ổ Việt Cộng, có một tên Việt Cộng nó đang đi ra. Nó đang đi đằng kia. Tôi mời cái anh công chức của tòa đại sứ Việt Cộng đi sang đây nói chuyện với đồng bào về cái vấn đề bán nước đơn dân của cái chế độ thối nát Việt Cộng. Guantanamo ở Việt Nam. Guantanamo ở Việt Nam. Guantanamo ở Việt Nam. Guantanamo ở Việt Nam. Stop human rights violation in Vietnam. Stop, 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 stop. Cam des hommes sont passés contre le régime totalitaire communiste vietnamien. L'homme de le peuple vietnamien, la liberté, les droits de l'homme, tels que le règlement de l'ONU, les bonnes décisions sur le pays et la souveraineté du peuple. Chúng ta đang đứng giữa thủ đô Paris, thủ đô của tự do và nhân quyền. Đề nghị các anh công chức, cán bộ đang làm việc trong cái gọi là đại sứ quán của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam ở Paris ra đây để nói chuyện cùng chúng tôi. Những người tị nạn cộng sản đã bỏ nước ra đi, tìm tự do bằng chính mạng sống của mình, đã bị cái đảng cướp của giết người Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gọi là bọn ma cô vĩ điếm tội phạm đi theo Mỹ ngụy để liếm bơ thừa sữa cặn. Ngày nay cái đảng vô liêm sỉ đã đổi giọng quỷ quyệt, gọi là những khúc ruột ngàn dặm, vì muốn biến chúng tôi thành những con bò sữa ngây thơ để cho đảng mất sữa. Ở trong nước thì đánh đập đồng bào, còn ở đây thì núp trong hang ổ vì không dám ra đứng đối diện trực tiếp với khúc ruột ngàn dặm. Thật đáng là phỉ nhổ. À ba là communist Việt Nam nha. À ba, à ba, à ba. Ba đảo Việt Cộng, hèn với giặc, ác với nhân. Ba đảo, ba đảo, ba đảo. Freedom of faith in Vietnam. Freedom, freedom, freedom. À ba là communist Việt Nam nha. Ba lê là chúa. À ba, à ba, à ba. Hải Nam qua, hát cảm xúc. Hoàng Trường Sa, rừng đầu nguồn và còn rất nhiều địa danh nữa của Việt Nam đã được bọn Việt Nam cộng sản cúi đầu dâng cho cha ông của chúng là bọn tàu phương Bắc. Các anh tên nhân và công chức của cái gọi là đại sứ quán ở Paris, các anh nghĩ gì khi phải phục vụ cho cái chế độ bán nước này? Vì chúng ta bán nước, phá hoại tài nguyên quốc gia, dập tắt tinh thần ái quốc và niềm tự hào của dân tộc, bóc lột, đàn áp, khủng bố dân, một chính quyền thuộc dân đỏ, một đảng lãnh đạo bất nhân bất nghĩa như thế là một đại họa cho tổ quốc Việt Nam. Thì người Việt quốc gia hải ngoại không thể nào hợp tác hay hòa hợp, hòa giải gì với chúng nó được. A ba le communiste à nơi. A ba, a ba, a ba. A ba le régime. Communist Việt Nam yên, dégage! 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 Communist Việt Nam, Việt Nam yên, hors du Việt Nam! Hors du Việt Nam! Hors du Việt Nam! Hors du Việt Nam! Freedom for Việt Nam! Freedom! 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 Đá đảo Việt Nam Cộng sản bán nước! Đá đảo! Đá đảo! Đá đảo! Đá đảo Việt Cộng, hèn với giặc, ác với dân! Đá đảo! Đá đảo! Đá đảo! Đá đảo Việt Cộng, tay sao cho tàu Cộng. Đá đảo, đá đảo, đá đảo. Nous voulons exprimer notre gratitude à notre pays, la France, pour nous avoir accueillis et redonner ce que nos parents ont perdu il y a 42 ans déjà. La liberté. Et c'est en tant qu'homme libre que nous exprimons notre soutien aux luttes et révoltes pacifiques de notre compatriotes vietnamiens qui ont osé se lever contre le voile rouge de la peur et de la misère qui couvre actuellement le Vietnam, notre pays d'origine. C'est en tant qu'homme libre que nous exigeons à cette mafia rouge de Hanoï de libérer tous les prisonniers politiques. À bas! À bas les communistes de Hanoï! À bas! À bas! À bas! À bas! À
7 năm qua, thác Bản Dốc, Hoàng Trường Sa, rừng đầu nguồn và còn rất nhiều địa danh nữa của Việt Nam đã được bọn Việt Giang Cộng sản cúi đầu dâng tới cho ông của chúng là bọn tàu chết. Các anh quân nhân và công chức của chế độ, các anh nghĩ gì khi phải phục vụ cho chế độ bán nước này? Đá đảo Việt Cộng, đá đảo, đá đảo, đá đảo, đá đảo Việt Cộng, đá đảo, đá đảo, đá đảo. Après 42 ans de dictature des communistes mafia rouge vietnamiens, ont cédé aux dictateurs chinois, leurs maîtres spirituels et politiques, des pans entiers de territoires vietnamiens, tels que les îles Paracel et les îles de Spratley, la région de Bản Dốc et les hauts plateaux du centre du Vietnam. Les dictateurs vietnamiens oppriment tous les défenseurs des droits de l'homme qui sont restés au pays et récemment ont arrêté plusieurs prisonniers politiques qui luttent pour la liberté d'expression, la liberté religieuse. Communistes vietnamiens, dégage! 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 Droit de l'homme au Vietnam! Droit de l'homme au Vietnam! Droit de l'homme! À bas les communistes vietnamiens, balai des Chinois! À bas, à bas, à bas! Communistes hors du Vietnam! Hors du Vietnam! Hors du Vietnam! Đá đảo Việt Nam Cộng sản, đầy tớ cho quan thầy Trung Cộng. Đá đảo, đá đảo, đá đảo. Kính thưa quý vị, những chuyển biến trong thời gian gần đây tại quốc nội, đồng bào trong nước từ Bắc đến Nam, từ đồng bằng cho đến miền Thượng Du, tuy chưa kết hợp thành một phong trào thần nhất, nhưng tại mỗi địa phương như Vũng Á, Thái Hà, Đồng Tâm, Hà Nội, vân vân và ngay cả Sài Gòn, các phong trào phản kháng vạch mặt bọn cầm quyền bán nước buôn dân, các blog, các diễn đàn đã không còn sợ bị đàn áp, cầm tù mà đã liên tục phát lên những tiếng kêu gọi, kêu gào đòi giải tán chế độ, đòi dân chủ, tự do, độc lập, đòi quyền làm người. Hiện tượng này đã chứng tỏ đông đảo quần chúng trong nước đã dần dần nhận rõ được bộ mặt thật của bọn mafia đỏ cướp nước để bán nước, giành dân để buôn dân. Và nhất là đã bước qua được sự sợ hãi, bắt đầu cùng nhau đứng lên đấu tranh đạp đổ bạo quyền. Lá cờ quốc gia của chính nghĩa đã bắt đầu được người dân trong nước tìm hiểu và tôn vinh, như là một biểu tượng của tự do, của dân chủ, của độc lập, đã bắt đầu được tung bay ở nhiều nơi trong nước. Down, down, Vietnamese communist. Down, down, down. Sau 42 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là những tên tham ô, cướp của giết người, cướp đất cướp nhà, xã hội băng hoại, con người tha hóa, đạo đức suy đồi. Đảng viên và cả gia đình hồng dòng họ của họ càng ngày càng giàu với những gia tài cách xù lên cả tỷ đô la nhờ vào tiền ăn hối lộ và bán tài nguyên của đất nước và vẫn tiếp tục hà hiếp dân thạch lành vô tội. Đất nước đang trên đà diệt vong. Chỉ trong vòng 3 năm tới đây, tháng 9 năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh lỵ của tàu cộng. Việt Nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Chúng tôi thiết tha kêu gọi những người đang phục vụ cho chế độ bạo tàn, các anh quân nhân và công chức, hãy quay về với tổ quốc và đồng bào. Thời gian đã quá cấp bách, xin đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, vì trong đó có gia đình của các bạn. Các bạn nghĩ thế nào khi đất nước lâm nguy? 42 năm đã quá đủ, đã đến lúc Cộng sản Việt Nam phải trả lại cho nhân dân Việt Nam quyền tự do, quyền con người như Liên Hiệp Quốc đã quy định. Đá đảo Việt Cộng, bán nước! Đá đảo, đá đảo, đá đảo! A ba, Communist Việt Nam liền! A ba, a ba, a ba! Sau 42 năm mất nước, mỗi công dân Việt Nam đều có bổn phận là không thể nào quên được. Ngày hôm nay là ngày quốc hận, ngày của đau thương, của chia lìa của toàn dân miền Nam Việt Nam. Cha xa con, vợ xa chồng, cửa nhà tan nát, đất nước tan hoang. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 của 42 năm về trước là ngày khởi đầu của một cuộc di tản khổng lồ của hơn 3 triệu công dân miền Nam Việt Nam đã trốn chạy cộng sản để đi tìm hai chữ tự do. Một nửa trong số 3 triệu người này
đã bỏ mình trên biển cả hoặc đã bỏ mình trên đất liền trong rừng sâu trải dài từ biên giới Campuchia qua Thái Lan. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày quốc vận, cũng là quốc tang của đất nước Việt Nam, mà chúng ta người công dân Việt Nam phải luôn ghi nhớ và không thể để cho nó bị chôn vùi trong lịch sử. Đây cũng là một dịp để chúng ta vinh danh và tri ân các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tuổi trẻ và cuộc đời của mình trong công cuộc đấu tranh gìn giữ mảnh đất của cha ông để chống lại kẻ thù từ phương Bắc, được sự trợ giúp của quan thầy là Nga Xô và Trung Cộng. Chúng ta thành kính dâng nén hương lòng tưởng niệm và tri ân các chiến sĩ và các tướng lãnh của chúng ta đã tống tiếp khi miền Nam bị bất tử hay đã bỏ mình trong các trại tù tập trung cải tạo của bọn Việt Giang bán nước. Bây giờ tôi xin vô lính khẩu hiệu và sau đó xin quý vị nói Việt Cộng 3 lần nhé. Ai đem Cộng Hòa xa vào phá hại đất nước, giết chết dân lành? Việt Cộng! Việt Cộng! Việt Cộng! Ai cướp đoạt tài sản của người dân, tẩu tán ra nước ngoài? Việt Cộng! Việt Cộng! Việt Cộng! Ai bán đất của ông cha để lại để làm giàu cho chúng? Việt Cộng! Việt Cộng! Việt Cộng! Ai tẩu tán tài sản của quốc gia, dân tộc ra nước ngoài? Việt Cộng! Việt Cộng! Việt Cộng! Ai đàn áp, bạo hành, trù dập người dân yêu nước? Việt Cộng! Việt Cộng! Việt Cộng! Ai cúi đầu dân đất nước làm nô lệ cho tàu Cộng? Việt Cộng! Việt Cộng! Việt Cộng! Ai tước đoạt quyền làm người, quyền công dân của người dân Việt Nam? Việt Cộng! Việt Cộng!